Giúp bao sưu tầm, xin chào cả nhà. Hôm nay đầu tuần chúc cả nhà có một tuần mới may mắn thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em còn một cái lô Zippo 2022 New Full Box. Mẫu đầu tiên em xin giới thiệu đến anh em là mẫu Zippo Sun Sapphire sản xuất 2022 New Full Box màu mã Sapphire, rất là bền, rất là đẹp, Sapphire màu xanh biển nha anh em. Ship trong tình trạng là new hoàn hảo, full box zin chính hãng 2022 new. Dòng này thì em chỉ còn một cây duy nhất thôi, một cây duy nhất rất là hot, em giao lưu là 499 thôi nha anh em, 499. Anh em thích thì liên hệ em qua hồ sơ nha. Anh em xem ở trong phần bên trong nắp là chuẩn new hết, cho anh em chưa có vết chạy xước nào giữa vỏ và buồng đốt hết, buồng đốt của hai bên của Zippo hết. Cây này thì tốt nhất thị trường, tốt nhất thị trường, em còn duy nhất một cây nha. Cây mé dưới là em giao lưu rồi. Còn cây thứ hai em xin giới thiệu đến anh em là một cây đồng thô xì lim sản xuất 2022 new full box đồng thô rap zin. Rap zin là sao? Rap zin là cái mẫu này sản xuất ra chưa qua xi mạ, chưa qua cái phần mà làm bóng để xi mạ lên hoặc là phủ sơn lên để xuất ra thị trường, gọi là đồng thô. Anh em chơi cái dòng này thì cái màu nó rất là lì và nó đẹp lì hoài luôn, nó giá trị hơn đồng zin nha anh em. Ruột trắng nêu nguyên zin theo máy, ruột trắng thì cái lô này em nhập về là 30 cây, thì cái ruột trắng của nó lệch một năm 2021 bỏ 2022, tất cả đều nêu hết nha anh em. Em xin phép giao lưu là 350 thôi. Slim Rattho 350 2022. Và cây kế tiếp em xin giới thiệu đến anh em là một cây Reruler đồng thô. Thì đồng thô nó cũng giống như Slim thôi, cái bản sản xuất qua chưa qua xi mạ và bản lề nó vẫn còn cái lề thô nha anh em, cái lề nó chưa có gọt giũa gì hết, và cái hai mặt của cây Zippo vẫn vậy, nó chưa qua xi mạ, chưa qua khâu đánh bóng để xuất đi nước ngoài. Cái bản này là bản đồng thô đáy lòi sản xuất tháng 5 năm 2022 trong tình trạng new, ruột trùng 5 nha. Cái lô này thì em về là ruột trùng 5 hết, 2022 new, ruột trắng trùng 5 theo máy. Rap thô thì nó khác cái rap zin hoặc là solid rap đồng nguyên khối, là cái kia ruột nó sẽ vàng, còn cái này là ruột sẽ trắng nha anh em. Ruột trắng theo máy. Thì dòng này em giao lưu là 399 nha, 399. Chơi hay hơn rap zin rất là nhiều, 399. Anh em ưng thì liên hệ em qua hồ sơ nha, vẫn như cũ nha anh em. Kế đến là một cây Zippo xanh Navi cũng sản xuất 2022 new. Xanh Navi có logo của Zippo, cốt đồng phủ sơn tĩnh điện xanh Navi nha anh em. Rất là sắc nét, new chuẩn đời, chuẩn Mỹ. Tình trạng là new hoàn hảo. Dòng này thì em chỉ có là 9 cây thôi, 9 cây thôi. Ruột trắng theo máy, nguyên zin trùng 5. Và cái dòng này khi anh em mà xài cái lớp sơn nó có bong chóc đi đó, xài nhiều thì lớp sơn nó bong chóc đi đó, thì anh em có thể xả sơn, nó ra ráp rất là dễ nha. Ra trong vòng 15 giây thôi, xả hết lớp sơn ra ráp liền. Thì cây này thì em giao lưu là cũng 399 thôi, 399 cho anh em mời. Chăm lửa lấy may mắn nha. Và dòng kế tiếp là cái dòng... dòng Black A đi, Black A rơm đen phủ bóng. Dòng này sản xuất 2022 new full box. Dòng này thì em còn duy nhất vỏn vẹn chỉ có 5 cây thôi. Black A mạ rơm đen bóng, rất là sang trọng nha anh em. Sản xuất 2022 new full box hoàn hảo. Ruột trùng 5 nha, ruột trắng trùng 5 theo máy nha. Nguyên zin new chuẩn đời, ruột rất là đẹp, chuẩn nêu, hai bên vách nắp và hai cái buồng đốt là chưa có vết xước nào hết, chuẩn nêu trùng 5. Và cây này thì em xin phép giao lưu là 499 nha, 499.
499 thôi. Kế đến là em giới thiệu đến anh em một mẫu cũng sơn tĩnh điện nữa. Sơn tĩnh điện này màu cam, có logo Zippo, cũng cốt đồng, 2022 new, phủ sơn tĩnh điện, đáy lõm nội địa Mỹ, new hoàn hảo, ruột trắng trùng năm nha. Cây này màu cam, có logo Zippo như cái dòng xanh Navi, new hoàn hảo. Thì cái dòng này thì anh em xài chán thì xả vẫn ra ráp nha, ruột trắng trùng năm. Dòng này thì em xin phép giao lưu 399 thôi, 399 bằng xanh Navi nha, cho anh em thích màu nào thì chọn màu đó. Kế đến là em xin phép giới thiệu đến anh em mẫu Zippo rất là đặc biệt, Zippo Spectrum phủ mạ 7 màu, hay còn gọi là Zippo Spectrum, được ra mắt vào năm 2002. Và cây này là Zippo Spectrum rất là đặc biệt, bề mặt nó được phủ sơn tĩnh điện, chủ đề là bộ não nha, chủ đề bộ não, bộ não phủ 7 màu rất là đẹp. Cây này new hoàn hảo, anh em chỉ còn 3 cây thôi, phủ sơn Spectrum, không phải phủ sơn mà là phủ mạ Spectrum, không khó có thể trôi lắm. Cây này thì trong tình trạng là new hoàn hảo, ruột trắng trùng năm new. Cây này em xin phép giao lưu là 550 nha, 550 rất là đặc biệt nha anh em, 550 thôi. Anh em ưng cây nào, ưng mẫu nào thì liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Chỉ giao lưu với anh em là những dòng Zippo chính hãng thôi, chuyên cung cấp linh kiện về Zippo, tất cả các linh kiện về Zippo, và nhận sửa chữa luôn cho anh em nha. Và cái mẫu cuối cùng ngày hôm nay em xin gửi đến anh em là một cái mẫu gồng. Mẫu gồng này thì cũng lâu lắm rồi em mới gặp lại. Gồng châu Âu, gồng lửa châu Âu, sơn tĩnh điện, sơn hấp nhiệt, chủ đề rồng, rồng lửa, rất là ngầu nha. Cây này thì em chỉ có 2 cây thôi, sơn phủ sơn rồng, rất là ngầu, trên nền ráp nha, phủ sơn nhám. Cây này trong tình trạng là new full box, em chỉ còn 2 cây thôi, phủ sơn trên nền ráp. Khi anh em xài, có thể sau này anh em xài nhiều thì nó bong chóc ra, thì anh em có thể rất là dễ dàng xả sơn nó ra ráp nha. Cái cây khi mà xả sơn ra thì nó còn nguyên đẹp, new như mới. Cái dòng này thì em còn chỉ đúng có 2 cây thôi, 2 cây thôi. Em xin phép giao lưu là 450 nha, 450 Zippo rồng 2022 new. Anh em giao lưu thì liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời. Và bên em có thu giao lưu, nhận thu giao lưu trao đổi Zippo, sửa chữa, bảo hành tất cả các sản phẩm, bao zin và bảo hành tất cả các sản phẩm trọn đời cho anh em an tâm sử dụng. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều Zippo sưu tầm phục vụ anh em hơn. Chúc anh em có một tuần mới may mắn, thuận lợi và bình an nha. Em cảm ơn anh em đã xem video ạ.